Tôi sẽ hướng dẫn kỹ cái pháp đồ hô hấp phổi cho tất cả chúng ta hình dung nha. Bây giờ mọi người hình dung này, chữ đau khớp gối. Thứ nhất là sao ạ? Việc đầu tiên tôi muốn chia sẻ, đây là một cái kỹ thuật, đây là một cái kỹ thuật mà thầy Dư Quang Châu đã đúc kết, nó trở thành một kỹ thuật mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Và nhờ cái chuyện bất cứ ai cũng có thể làm được, chúng ta sẽ đỡ lo lắng, rồi chúng ta cũng sẽ cải thiện được cái gì ạ? Cái tinh thần. Ngoài cái chuyện là chứng đau khớp gối mà quan trọng là cái tinh thần, mình sẽ không còn phải băn khoăn chăn trở về bệnh nữa, bởi vì thực ra cái chứng đau khớp gối là một cái chứng mà không có chữa được, không chữa được. Chúng ta đi khám chữa hầu như là gì? Uống thuốc giảm đau, đắp thuốc cũng là đắp thuốc giảm đau, đắp thuốc giảm đau, xoa dầu nóng giảm đau, rồi hết dầu hết thuốc nó lại đau lại như thường. Vì nguyên nhân sâu xa của đau khớp gối là sao? Là do tắc cái mạch máu. Máu không tới nuôi được thì toàn bộ cái khu vực đó, từ khớp, từ ruột, từ gân, từ cơ, mạch máu đều bị tổn thương. Do đó mới khiến cho bị đau. Và lâu dần thì càng để thì nó càng tắc nhiều, cái đau của chúng ta càng nhiều và nó sẽ cản trở cái vận động. Tôi rất là vui, mặc dù tôi nói nhưng mà cái mắt của tôi vẫn thấy cái hành động của thân chị này. Tức là chị thấy là chị xích quá, chị vẫn đang tiếp tục làm. Vậy là vui rồi. Khi một cái phương pháp mà mình cứ thích làm hoài, chứng tỏ là mình thấy cái hiệu quả mình mới làm, đúng không ạ? Không có mình buông liền, nhưng mà rõ ràng mình thấy cái hiệu quả nhưng mà mình thích quá, mình cứ làm đấy, giờ mình đâu có chịu dừng. Bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, không đòi hỏi một cái điều kiện gì đặc biệt cả, thì gọi là kỹ thuật chiến trường. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm bài ép chân, bài xoay chân. Ở đây học viên cũ nhớ không? Cực kỳ là có hiệu quả. Và cái bài ép chân xoay chân đó, thực sự cái bài ép chân ấy, là không cần phải bệnh chúng ta mới làm. Chúng ta là những người khỏe mạnh, chúng ta làm bài ép chân thì chúng ta sẽ phòng ngừa rất nhiều chứng. Có thể là chứng đau khớp gối, có thể là chứng đau lưng, có thể là thậm chí là phòng ngừa cái những cái chứng liên quan đến u tử cung vân vân, biến chứng bởi vì máu nó đưa tới nuôi các bộ phận để đưa máu nuôi thần tạng. Rồi sau cái bài ép chân và xoay chân thì đến một kỹ thuật. Vừa rồi tất cả những kỹ thuật vừa rồi tôi kể á, nó đều là kỹ thuật đả thông bên ngoài, tức là tại chỗ nâng thôi, gọi là làm giãn mao mạch ngoại vi. Còn bây giờ là đến cái phần gọi là làm thế nào để đả thông sâu bên trong, thì có cái cặp đá diệu kỳ. Và cặp đá diệu kỳ chính là trường gan, chính là kỹ thuật trường gan của cái cặp này. Nóng ghê ha, ai trường đang quay trắng đấy luôn. Ôi hả? À của ai? Anh Kim. À đó, mọi người thấy không, giảng viên, trời ơi, hai cặp này đều nóng dậy luôn này. Nóng rất là nóng luôn. À tiền cũng đang trường hả? Dạ. Mọi người ở đây bây giờ đang có mốt trường đá, quý vị có biết không ạ? Mọi người ở đây có ai nghe những cô đơn trường đá chưa? Hiện giờ đang có một cái phong trào trường đá lan rộng ở Việt Nam cũng như là trong cộng đồng Việt Nam và đồng bào kiều bào ở khắp thế giới, gọi là phong trào trường gan. Và cái phong trào đó vì sao nó lan nhanh? Vì là nó quá hiệu quả, cái hiệu quả của nó không thể đong đếm được. Và trường gan là một kỹ thuật mới xuất hiện từ ngày 1 tháng 9 năm 2014. Là kỹ thuật, là tác giả của phương pháp chính là thầy Dư Quang Châu, người đã phát minh ra cái kỹ thuật trường gan. Khi mà chúng ta bị đau khớp gối thì chúng ta sẽ phải trường gan. Mọi người lưu ý này, nóng quá, đang nóng quá. Ôi trời ơi, nóng bỏng luôn. Rồi, đây, chúng ta sẽ làm nóng cái đá này lên. Đây, mọi người nhìn nguyên thủy, đây là hai cục đá này. Đúng không ạ? Hai cục đá đó, gọi là cặp đá diệu kỳ. Nhìn nó thì nó đen đen như thế này thôi, nhưng mà nó kỳ diệu.
Rồi, chúng ta làm nóng đá để chúng ta cho vào cái khăn chuyên dụng. Thầy có cái khăn chuyên dụng để khiến cho chúng ta không có bị phỏng. Rồi sau đó thì cái cặp đá nóng này chúng ta sẽ đặt ở ngay khu vực vùng gan. Rồi chúng ta dùng cái đai, chúng ta quấn lại. Là xin cái đai ạ. Em quấn chỉ cái đai hỗ trợ luôn. Rồi mọi người nhìn này, đó, chúng ta sẽ quấn này. À, quấn vào tay luôn à? Lên hình thuốc. Rồi, được chưa? Đó, thì chúng ta sẽ đặt đá ở ngay cái vùng gan, tức là cái khu vực bên sườn bên phải. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy cái đai này và chúng ta quấn vào, và tức là nó cố định. Chúng ta có thể đi tới rồi đi lui làm việc nhà và chúng ta không có phải lo lắng. Vì nếu mà không có cái đai này á thì gần như là chúng ta khó lắm. Khó vì là chúng ta cứ phải chờ đến lúc nằm mới đặt lên được, đúng không? Nếu không thì đá nó sớt mất. Còn bây giờ có cái đai rồi thì mình vô tư đi. Bất cứ lúc nào trong ngày mình nổi hứng thì mình cũng chừa. Rồi, bây giờ thì đó, thì đây là trường gan. Ngoài ra một cặp nữa, ô cái cặp này cũng nóng ghê gớm luôn. Ai chả nóng quá. Rồi cái này thì cướp trên dàn bước, đúng không? Đá cướp trên dàn bước, đá người ta đang làm thì mình mang ra làm đạo cụ. Rồi bây giờ một cặp nữa mọi người nhớ này, cũng làm nóng mà cho vào cái khăn. Khăn này có ba ngang gọi là khăn thận. Thầy có cái khăn này gọi là khăn đa năng, khăn trường thận hay là khăn đa năng. Rồi chúng ta sẽ cho vào đây. Đó, chúng ta đặt và chúng ta để hai cái chân. Chị lưu ý nhé, trường như vậy đó. Em bị trường cho mẹ, mẹ bị tim á hả? Trường như thế này sẽ khỏe cái tim nhanh chóng. Rồi, một cặp ở gan, một cặp ở lòng bàn chân. Đó, chúng ta trường đồng thời vì là đá nó có cái tác dụng là nó có cái một cái lực, nó có một cái lực hút. Và do đó mà khi chúng ta trường như thế này thì nó sẽ đối lưu, nó dẫn lưu tốt hơn và từ đó nó sẽ cải thiện cái khớp nối nhanh hơn và sâu ở bên trong. Rồi, khi mà chúng ta trường như này thì nó sẽ làm nóng cái dòng máu lên và nó sẽ luân chuyển và nó làm giãn những cái mo mạch. Và từ đó nhờ những cái việc mà giãn nở mo mạch thì máu nó mới tới, nó nuôi được các cái tế bào và nó phục hồi lại cái tổ chức ở khu vực đầu gối. Mọi người nhớ nhá. Nhớ này, trường lòng bàn chân này, trường gan này. Ngoài ra, trong khi mọi người xem phim, mọi người làm giúp tôi là sao? Một viên đá nóng, một viên đá lạnh. Đá lạnh là một viên á, chúng ta sẽ để vĩnh viễn ở trong cái ngăn cấp đông của tủ lạnh. Tức là cái ngăn mà để đông lạnh á, ngăn mà để đồ ăn mà lâu á, mấy tháng á, thì chúng ta cho vào cái ngăn đó và chúng ta bật cái chế độ là lạnh nhất. Đó, và viên đá chúng ta làm ấm. Sau đó thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ trường nóng rồi lạnh, nóng rồi lạnh xen kẽ. Hoặc là chúng ta trường phía sau cũng được. Sau khi chúng ta trường lòng bàn chân xong rồi, lúc này chúng ta sẽ lấy đá lên, chúng ta sẽ trường phía sau. Đó, ở đây đó, mọi người nhìn chưa? Chúng ta đặt này, hai bên đầu gối được không ạ? Chúng ta đặt đá như vậy đó. Và nó sẽ định vị ở đây, chúng ta cứ ngồi đây thôi. Nó sẽ úp qua úp lại rồi sẽ giúp làm đả thông cái máu ở đầu gối. Nhớ nhá, trường gan, trường lòng bàn chân và truyền trực tiếp vào cái đầu gối. Được cái may là như này, mấy anh chị bệnh nhân ở đây hôm nay không ai bị sưng nóng đỏ đâu, tức là đầu gối là hoàn toàn bị bế tắc chứ không có bị tình trạng viêm. Do đó mà chúng ta là hướng đấy là chúng ta làm theo cái cách vừa rồi, thì đấy là hướng dẫn về chữa đau khớp gối. Rồi sau mọi người nhớ này, tôi nhắc lại một lần nữa để chúng ta đừng có quên này. Chúng ta về nhà, chúng ta xem trên mạng. Vì là trên mạng là thầy Châu có đưa bài giảng miễn phí và những cái hướng dẫn đều có miễn phí và cũng đưa trên mạng cho bà con được xem. Thứ nhất là khai thông huyết mạch chân, khai máu chân, kỹ thuật chiến trường mở mấy cái tắc mạch máu, rồi ép chân và xoay chân, và cuối cùng trường gan, trường lòng bàn chân, trường đầu gối. Được chưa mọi người? Đến đây mình nhớ được không? Không nhớ nữa thì lát nữa là em Linh sẽ tặng cho mỗi người một cái tờ hướng dẫn chữa đau khớp gối. Ngoài ra thì còn có cái đĩa, ai muốn thì mình có thể mua cái đĩa chữa đau khớp gối, cái đĩa màu hồng, đúng rồi đó. Đây, đó, chúng ta có thể lên trên mạng hoặc chúng ta có thể dùng cái đĩa này về chúng ta xem tới để xem đôi nha. Đó, và về nhà có cái phác đồ mình đã đọc và mình nhớ.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.